Bí mật của thiền định. Thiền định giữ một vai trò căn bản trong việc tu tập Phật giáo. Đó là cách thức mang lại sự bình thản, giúp cho ta tìm hiểu những động cơ nào đã chi phối mình từ nơi sâu kín nhất của chính mình. Chính Đức Phật đã thiết đặt ra các kỹ thuật về thiền định. Này các tỳ kheo, chỉ có một con đường duy nhất mang lại sự tinh khiết toàn vẹn cho chúng sinh, giúp chúng sinh chiến thắng mọi buồn phiền và ta tháng, quỷ diệt được khổ đau và sầu muộn để bước vào con đường đúng đắn và đạt được niết bàn. Đấy là bốn phương pháp chú tâm. Bốn phương pháp ấy là gì? Này các tỳ kheo, nếu một người tu hành biết xem thân xác như là một thân xác để tự cảnh giác mình, hoàn toàn ý thức và chú tâm, thì người ấy sẽ gạt bỏ được khỏi thế giới này mọi thèm khát và lo toan thế tục. Nếu người ấy biết xem các giác cảm là các giác cảm để tự cảnh giác mình, hoàn toàn ý thức và chú tâm, thì người ấy sẽ gạt bỏ được khỏi thế giới này mọi thèm khát và lo toan thế tục. Nếu người ấy biết xem tâm thức là tâm thức, thì người ấy sẽ gạt bỏ được khỏi thế giới này mọi thèm khát và lo toan thế tục. Nếu người ấy biết xem một đối tượng tâm thần là một đối tượng tâm thần để tự cảnh giác mình, hoàn toàn ý thức và chú tâm, thì người ấy sẽ gạt bỏ được khỏi thế giới này mọi thèm khát và lo toan thế tục. Đấy là những lời phát biểu nổi tiếng của Đức Phật trong Kinh Tứ Niệm Xứ, thuộc Trung Bộ Kinh 10, để giải thích về nguyên tắc thiền định của Phật giáo. Thiền định tiếng Phạn là Bhavana, có nghĩa là sự rèn luyện tâm thức. Thiền định theo như Đức Phật thuyết giảng trên đây thì tuyệt nhiên không có gì liên hệ đến sự nghiền ngẫm mang tính cách trí thức. Đó là những kinh nghiệm trực tiếp mà người thiền cảm nhận được khi tiếp xúc thật sâu kín với chính tâm thức mình. Đức Phật xác định đấy là cách rèn luyện bao gồm cả ba phép tu là tu giới, tu định và tu tuệ. Tu giới có nghĩa là tuân thủ các giới luật và phải ý thức được từng hành động của chính mình. Giữ giới tạo ra nền móng cần thiết giúp cho việc thiền định. Sau đó là nhập định, là điều kiện tiên quyết giúp cho tâm thức loại bỏ được mọi cảm xúc và giữ được một tư thế đúng đắn. Người hành thiền không hướng ra bên ngoài mà phải hướng vào chính nội tâm của mình để tìm hiểu các nguyên nhân gây ra khổ đau cho mình. Tuy nhiên, đấy không phải là phương pháp nội quan để tự xem mình là trung tâm của vũ trụ, mà là một phương pháp giúp cho chúng ta hiểu được rằng mọi hành vi từ thân xác cho đến ngôn từ đều lệ thuộc vào tâm thức của chính mình. Và nếu để cho sơ hở thiếu chú tâm, không kiểm soát được tâm thức mình, thì ta cũng sẽ không thể nào chủ động được chính mình. Vì thế mà cần phải bổ sung vào đó hai phương pháp phụ thuộc nữa. Phương pháp thứ nhất bắt buộc phải thực hiện cho bằng được, đó là cách làm cho tâm thức lắng xuống và giữ được sự thăng bằng. Phương pháp này gọi là Samatha, có nghĩa là tự tạo ra cho mình một sự an bình. Người hành thiền chọn một tư thế ngồi, hai chân tréo vào nhau, lưng thật thẳng, hai vai mở rộng ra, mắt nửa khép nửa mở, nhìn ra phía trước và hơi hướng xuống phía dưới, lưỡi dán lên dòm miệng và thở thật tự nhiên. Người hành thiền dồn tất cả sức chú tâm vào một vật thể đơn giản, chẳng hạn như một cánh hoa, một viên sỏi, một chữ cái nào đó, vân vân, hoặc chỉ cần theo dõi những động tác hít thở. Dần dần sau đó, tâm thức sẽ tự nhiên bớt bay nhảy và trụ vào một đối tượng. Lúc ấy, người hành thiền sẽ cảm thấy thư giãn, tập trung dễ dàng hơn và ít bị tản mạn hơn. Đấy là bước khởi đầu đưa đến thể dạng nhập định. Trong thể dạng nhập định thì dù tư duy vẫn còn tiếp tục hiển hiện, nhưng chúng sẽ không làm cho người hành thiền bị dao động. Giai đoạn luyện tập tiên khởi như vừa kể trên đây cũng giống như các phương pháp thiền định thường thấy trong Ấn giáo. Giai đoạn luyện tập thứ hai mới thực sự là những gì đặc thù của Phật giáo và được gọi là
Vipassana, có nghĩa là sự quán thấy thông suốt. Người hành thiền, thay vì tự buông thả để rơi vào một thể dạng trầm tư, càng lúc càng lâng lâng và mê man, buồn ngủ và tê liệt, thì phải dựa vào thể dạng trầm lặng và thăng bằng của tâm trí để chú tâm quán xét thật cẩn thận tất cả mọi hiện tượng đang hiện ra với mình. Chẳng như chú tâm vào thân xác, giác cảm, tư duy, xúc cảm và các hình ảnh tâm thần. Người hành thiền không nghiền ngẫm những chuyện trong quá khứ nữa, cũng không phóng nhìn vào tương lai, mà phải an trú trong hiện tại. Làm được như thế thì sẽ cảm nhận được bản chất đích thực của mọi vật thể, vượt khỏi những biểu hiện bên ngoài của chúng. Sự quán thấy đó sẽ giúp cho người hành thiền bước vào giai đoạn thứ ba của việc tu tập, gọi là prajna hay trí tuệ. Có thể phát triển trí tuệ nhờ nghe thuyết giảng giáo lý, nhờ suy tư hoặc thiền định. Dầu sao thì, nếu chỉ thiền định suông mà không học hỏi thêm, thì sẽ có thể bị rơi vào chỗ bế tắc tâm thần, hoặc tình trạng lơ là và buồn ngủ, giống như động vật ngủ dùi trong mùa đông. Dầu sao thì, Phật giáo cũng luôn nhắc nhở phải hội nhập thiền định vào cuộc sống hàng ngày. Người hành thiền phải cố gắng trong cuộc sống thường nhật, lúc nào cũng duy trì được sự chú tâm và cảnh giác đã đạt được trong những lúc ngồi thiền. Vài lời ghi chú của người dịch. Người đọc cũng có thể ngạc nhiên ít nhiều khi nhận thấy bài viết của ông Philip Cornell không đề cập đến một khái niệm thật quan trọng của Phật giáo là tánh không của mọi hiện tượng. Thật vậy, đây là khái niệm thật then chốt của Phật giáo, đã làm cho các học giả và triết gia Tây Phương, kể cả các nhà khoa học gia, phải sửng sốt và khâm phục. Tất cả mọi vật thể và biến cố đều sờ sờ trước mặt, nhưng Đức Phật lại bảo là không, chẳng có gì thật cả. Đấy chỉ là những ảo giác. Quan điểm táo bạo đó của triết lý Phật giáo đã làm lung lay cả nền tư tưởng lâu đời của Tây Phương, ảnh hưởng từ nền triết học cổ đại Hy Lạp và các nền tín ngưỡng độc thần của Trung Đông. Vì thế, chúng ta cũng có thể tự hỏi, vì lý do nào mà học giả Philip Cornell lại không nêu lên khái niệm này trong bài viết của ông? Có thể có hai lý do sau đây. Lý do thứ nhất là bài báo thuộc khuôn khổ của một tạp chí đại chúng, nên một khái niệm gay go như thế không thích hợp cho số đông người đọc chưa có căn bản vững chắc về Phật giáo. Thực vậy, khái niệm về tánh không của mọi hiện tượng không phải dễ để có thể nắm bắt được. Người ta có thể hiểu được một cách tương đối tánh không trong vũ trụ này là gì bằng cách học hỏi, lý luận và suy tư. Tuy nhiên, Phật giáo chủ trương sự hiểu biết đó phải là một sự hiểu biết tự nhiên, trực tiếp và phi lý luận thì mới có thể mang lại lợi ích thực sự cho việc tu tập. Tóm lại, có thể gọi thể dạng quán nhật trực tiếp ấy là cấp bậc thứ hai của sự hiểu biết về tánh không, và cấp bậc ấy chỉ có thể đạt được nhờ vào thiền định và bằng những kinh nghiệm trực tiếp của trực giác mà thôi. Thiết nghĩ, một học giả thuộc tầm cỡ như ông Philip Cornell lại không nghĩ đến một khái niệm then chốt như thế để đưa vào bài viết của ông hay sao? Như đã được trình bày trên đây, có thể là vì lý do khái niệm về tánh không của mọi hiện tượng không thích nghi trong khuôn khổ tổng quát của bài báo. Lý do thứ hai là khái niệm về tánh không nhìn nhiều về sự tu tập, tức là thực hành. Ngay cả một số người đã có ít nhiều căn bản về Phật giáo, đôi khi cũng hiểu sai về khái niệm này. Tánh không của mọi hiện tượng không phải là một lý tưởng hay một chân lý mà người tu tập bắt buộc phải hướng nhìn vào đấy để chiêm ngưỡng hay ngưỡng mộ. Tánh không chỉ là một đặc tính chung của tất cả mọi hiện tượng, chỉ định tính cách không thật của mọi hiện tượng mà thôi. Tại sao Phật giáo xem mọi hiện tượng là không thật mà chỉ là những ảo giác? Một cách đơn giản và ngắn gọn là tất cả mọi hiện tượng đều do sự kết hợp của nhiều điều kiện mà sinh ra,
tự nó thì nó không có. Đấy chỉ là những hiện tượng lệ thuộc vào điều kiện. Nếu thiếu một điều kiện nào đó, thì hiện tượng sẽ biến mất hay đổi thay. Sự hiện hữu của nó mang tính cách trói buộc, tương liên và tương kết với các hiện tượng khác. Vì thế sự hiện hữu đó không hàm chứa một đặc tính tự tại nào cả. Nói chung, có thể xem tất cả những đặc tính ấy tùy thuộc vào một quy luật chung chi phối tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ này. Tuy nhiên cũng nên hiểu rằng, Phật giáo không phải là một tín ngưỡng mang tính cách lý thuyết suông. Tánh không của mọi hiện tượng mà Đức Phật đưa ra không phải để cho trí thông minh của con người dùng làm đối tượng để nhào nặn, mà là một phương tiện giúp cho con người tu tập. Khi đã nhìn thấy mọi sự vật và kể cả thân xác con người đều không thật, thì ta sẽ không bám víu vào những thứ ấy, không giang tay ra để ôm chúng vào lòng. Nếu nhìn thấy những lâu đài vàng son của vật chất và danh vọng chỉ là những chiếc bóng hay ảo giác, thì ta sẽ không nghiêng người để tựa vào đấy, không đưa vai đè vác chúng lên lưng. Có thể ông Philip Cornell nghĩ rằng sự thực tiễn của khái niệm về tánh không sẽ không phù hợp lắm với một bài báo ngắn nghiêng ít nhiều về lý thuyết tổng quát của Phật giáo. Ngoài ra cũng cần hiểu thêm giáo lý Phật giáo còn hàm chứa nhiều khái niệm khác nữa, chẳng hạn như khái niệm về hai sự thật tương đối và sự thật tuyệt đối, vân vân. Tuy nhiên cũng không tiện để kể ra hết trong khuôn khổ của vài lời ghi chú này. Trộm nghĩ, nêu lên vấn đề trên đây chỉ đơn giản có mục đích nhắc nhở một số người đọc nên nhìn xa hơn bài báo, để hầu có thể khám phá ra con đường đạo pháp thật bao la mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta hôm nay.